Âu, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Máy Khoai Á Âu. Á Âu là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành chế tạo sản xuất các dòng máy khoáy, máy nhũ, máy nghiền và các dạng bồn, bồn khoáy gia nhiệt, bồn chứa và bồn trộn. Thì hôm nay Á Âu sẽ giới thiệu tới mọi người dòng bồn chứa hai lớp giải nhiệt nguyên liệu được ứng dụng trong các ngành như sơn, mực in, hóa chất, phân bón hoặc là bên dược, mỹ phẩm, thực phẩm đều có thể sử dụng được cái bồn này. Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ giới thiệu sơ bộ với mọi người về cái bồn chứa giải nhiệt hai lớp này. Thì nó sẽ gồm có cấu tạo là phần nắp, phần thân bồn, van xả và bánh xe. Bánh xe thì chúng tôi sử dụng bánh xe loại lớn, tốt, có khóa gài, hai bánh định hướng và một bánh khóa gài. Thì bồn của chúng tôi được xử lý cái bề mặt đến sọc, mới hoàn được mài nhẵn. Thì nắp của chúng tôi thì sẽ là nắp bó nguyệt, có khóa gài. Mọi người ai có nhu cầu tìm hiểu về dòng bồn chứa giải nhiệt hai lớp, bồn gia nhiệt hoặc bồn chứa vi sinh, bồn chứa áp suất thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0901 505 949 hoặc truy cập vào website maykhoaiao.com hoặc aaotech.vn. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi hết cái video của mình. Hẹn vào mọi người vào những clip sau.